cúc vạn thọ pháp bạn ơi. Cái lứa này bắt đầu nó nhú nhú nụ như này rất là đẹp và có thể chơi được bền cây. Đây, mình sẽ quay cái bông hoa mà nó đã nở lên để cho bạn nhìn thấy nhá. Đây ạ. Cúc vạn thọ pháp bạn nhá. Ngoài cái hàng cúc vạn thọ pháp như này thì nhà mình còn có cả cúc vạn thọ mà màu vàng ấy ạ. Và rất nhiều các loại cây khác, ví dụ như là cúc di nha, các màu đẹp không ạ? Tuyệt đẹp. Bây giờ là thời điểm tháng 15, tháng 11 dương lịch, là thời điểm mùa thu sang mùa đông rồi ạ. Bây giờ mình sẽ điểm các cái màu hoa thời điểm này để cho các bạn yêu cây yêu hoa có thể trang hoàng để chuẩn bị đón Noel và đón Tết nhá. Đây là cây sắc pháo ạ. Đây là hàng cúc mặt trời. Và hoa hướng dương bạn nhá. Hướng dương đẹp không ạ? Trời ơi, những cái cây hoa hướng dương rất đẹp luôn. Ngọc thảo thì có ngọc thảo đơn này, ngọc thảo kép. Ngọc thảo kép các bạn vừa nhìn ở lúc nãy rồi. Đây là ngọc thảo đơn ạ. Đây, ngọc thảo kép đây. Đây là sắc pháo ạ. Cây ngọc hân bạn ơi. Cúc mặt trời ạ. Cúc mặt trời đẹp không ạ? Ngoài cái hàng ngọc hân, cái cây hoa này cũng là cây hoa nâu lâu năm mà nở hoa quanh năm nhé bạn nhé. Bền cây ạ. Số lượng thì bạt ngàn nhiều. Cúc vạn thọ. Cẩm chướng nữa bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ đi ra chỗ cẩm chướng. Cẩm chướng này. Dạ yến thảo thì có dạ yến thảo chảo. Đây, các cái chảo này là để trồng để bán Tết. Đồng tiền ạ. Đồng tiền thì nhà mình không bán cái giống bé này đâu ạ. Bán cái cây mà đã có hoa, cây trưởng thành rồi. Đồng tiền thì có đồng tiền cao và đồng tiền lùn. Dạ yến thảo ạ. Đẹp không ạ? Đó. Gần cận Tết nữa, khoảng tháng nữa thì sẽ có cây cây phong nữ đứng nhé bạn nhé. Đây, mời bạn đi xăm, chiêm ngưỡng về đồng tiền. Sắc pháo ạ, cứ hết đợt nọ nối tiếp đợt kia. Đồng tiền thì có đồng tiền lùn ạ. Đẹp không ạ? Nhiều màu. Và đồng tiền cao ạ. Ngoài ra thì còn có cả thu hải đường nữa nhé bạn nhé. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các loại cây, loại hoa, hàng thảm, hàng nền, hàng vườn, hàng treo, chậu chảng, hoặc là các cái cây mà cổ thụ, cây lâu năm thì vui lòng alo ạ, một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Trường hợp mua buôn thì vui lòng gọi số là 0977973535 bạn nhá. Bạt ngàn các loại. Mùa thu, mùa đông, mùa của hoa cúc nên có rất nhiều các loại cúc bạn nhé. Đây là cây cây cúc vạn thọ. Đây là cúc cánh bướm ạ. Các màu. Ngoài ra thì còn có cúc cổ sơn la này, cúc huy áo này, cúc họa mi. Rất nhiều các loại cúc khác ạ.